Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em và em là Cường Cân Thân Official. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục review. Và như anh em đã biết thì ở trên kênh này thì bây giờ em chủ yếu là em làm review thôi. Và cái kênh gọi là kênh hơn 100.000 sub của em thì em sẽ để bán hàng ở trên kênh đấy nhá. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ để không mất thời gian, chúng ta sẽ tiếp tục với thôi hôm nay lên một sản phẩm thôi. Cho anh em xem qua cái sản phẩm đây. Đây là một đôi Nike Air Max 1, nhưng mà thôi đôi này để review sau đi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lên với Reebok tiếp. Và chúng ta sẽ đến ngay với một con Reebok Classic 1983 Vintage. Và vẫn là cái hộp double box. Và cái hộp vẫn còn nguyên như thế này. Size chân vẫn là size chân của em thôi. Lại tiếp tục là cái câu chuyện đấy là review là chính và đi là phụ. Thì em sẽ mua size chân của em. Và tại sao mà em lại gọi là chọn cái đôi giày này để review trong số tiếp theo, thì ngay bây giờ hãy cùng Cường Cân Thân khám phá sản phẩm giày ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì để nói về đôi giày này thì chúng ta sẽ nói về những thứ mà người dùng quan tâm. Đầu tiên sẽ là mức giá chứ. Mức giá của đôi này với cái giá niêm yết sẽ là 2.790.000. 2.790.000 là giá gốc. Và con này thì em mua với giá bao nhiêu, mọi người có thể tin được không khi mà em đã mua con này với giá chỉ có 1.200.000 thôi ở trên Shopee Mall. Và chúng ta sẽ đến ngay với gọi là sản phẩm ngày hôm nay với tên gọi rất là dài: Reebok giày Classic Leather 1983 Vintage 10004598. Và đây là tên của đôi giày. Chúng ta sẽ có sản phẩm của chúng ta ngay bây giờ. Hộp vẫn là hộp cát tông và cái hộp của Reebok thì lúc nào nó cũng thế này thôi. Giấy gói thì vẫn là không màu, không có cái gì cả. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nhá. Một cái con giày với chất liệu rất nhẹ. Phần đế cũng rất là nhẹ và phần đế này là phần đế EVA, thế nên là nó rất là êm chân. Và nếu mà mọi người nhìn đầu tiên này, form giày là theo kiểu giày bánh mì. Và chúng ta sẽ có một cái form rất là vintage của Reebok như thế này. Reebok thì nó là một cái công ty, đã từng là một cái công ty con của Adidas. Và về sau thì Adidas lại bán lại Reebok. Nói chung là về thiết kế, rồi về tem mác, rồi kể cả là cái phần dây đi kèm của Reebok ấy, thì lúc nào nó cũng có cái thiên hướng gần giống với cả Adidas. Thì bỏ qua chiếc này đi. Ở đây này, chúng ta sẽ có một cái phần tag đi kèm đối với sản phẩm chính hãng của Reebok lúc nào cũng thế này. Nhưng mà rất là đặc biệt ở cái đôi giày này là nó không có, nó có giá này, đồng này, nhưng mà nó lại không có cái gọi là phần khoảng giá ở đây. Nó cũng không ghi giá ở trên cái tag này luôn. Và chúng ta sẽ bỏ qua phần này đi. Bỏ qua phần chiếc bên này đi. Lúc nào cũng vậy thôi, em sẽ review cái chiếc mà nó không có phần tem. À không có phần tag ấy. Đầu tiên này, con này là size 6 UK và chúng ta sẽ có form giày là form giày bánh mì. Toàn bộ phần upper của con này đều được làm bằng da tổng hợp nhé. Cái phần da này nó này, nó là cái da mà mọi người, nếu mà mọi người xem em đã từng review những cái đôi với Adidas Continental 90 ấy, thì cái phần da này với phần da của Continental 90 là gần giống như nhau. Phần lưỡi gà khá là cao và vẫn sẽ có một cái logo rất là đẹp của Reebok ở đây. Toàn bộ cái phần upper nó sẽ là màu kem. Phần đế của con này là đế EVA, thế nên nó rất là êm chân nhá. Đây là phần đế của sản phẩm, nó sẽ có thiết kế là rất là nhiều các cái chấm tròn cộng với cả những cái rãnh ở đây để cho chúng ta có được một cái cảm giác tốt nhất khi mà tiếp xúc với máy chạy bộ hoặc là tiếp xúc với sàn khi mà chúng ta đi chạy. Phần đế là rất nhiều lớp được gọi là kết hợp với nhau và phần đế này thì cao lên được khoảng hơn 2 cm. Chúng ta sẽ nói một chút về phần upper này trước. Phần upper này là một phần upper được làm bằng da tổng hợp, nhưng mà cái chất liệu da này là chất liệu da siêu bền nhé. Cái con này thì anh em mà đã từng kiểu gọi là đi tập theo kiểu tập nhảy dancer giống như của em ấy, ngày xưa ấy, là đi những đôi giày này siêu bền luôn. Kể cả là phần keo đế của những cái sản phẩm Reebok này thì nó cũng sẽ rất rất bền. Và được một cái là con này nó không thừa bất kỳ một cái phần keo đế nào cả. Phần đế này nếu mà mọi người sờ vào ấy thì mọi người sẽ cảm thấy nó khá là mềm và nó khá với giống với chất liệu của xốp. Phần đế ở dưới nó vẫn là cao su cứng thôi. Upper này, upper nó sẽ có hai cái đường chỉ được thêu xung quanh upper. Và phần nổi bật nhất của con giày này sẽ là logo Reebok được gọi là được thêu ở phía bên trong của một cái hình chữ nhật
ở phần gần với dây dày. Đây là phần phía bên trong này. Tem con này rất là hay nhá, tem con này rất là hay khi mà nó sẽ có một phần tem nhỏ ở phía bên dưới, ghi sai đây như thế này, và nó sẽ có thêm một phần tem ở phần dưới lót như thế này, và lại có thêm một phần tem ở phía bên trong như thế này. Con này thì phần gọi là phần đuôi của nó, phần lót phần đuôi của nó khá là mỏng, nhưng mà cái chất liệu này cực kỳ êm nhá, chất liệu này như kiểu chất liệu của nhung ấy. Em sẽ tháo cái phần sushi và phần lót ra cho mọi người xem. Đây là ở phía bên trong thì cái chất liệu của lót này này với cả cái chất liệu của phần mặt bên trong của phần gót giày là chất liệu giống như nhau nhá, sờ vào cực kỳ mịn. Nó sẽ có một cái lượng keo nhất định ở phần gót này và phần phía bên trong của nó đấy ạ. Thì nó sẽ có một cái lượng keo nhất định của cái phần lót giày. Khi mà anh em đi lâu ấy thì về sau sẽ không tháo được cái phần lót này ra đâu. Lưỡi gà của chúng ta được làm bằng vải dệt nhá, và nó sẽ có rất là nhiều các cái gọi là rất là nhiều các cái chữ ở đây. Ở phần trên là vải dệt, còn ở phần dưới thì nó giống với cái chất liệu của lót này, nó là cái chất liệu sờ và rất có cảm giác rất giống với nhung. Một cái logo ở phần đuôi, và phần bo của phần đuôi là phần bo rất cong, và phần bo này thì nó sẽ khiến cho cái đôi chân chúng ta sẽ kiểu cảm giác là gọn gàng hơn rất là nhiều, và nó sẽ rất là ôm chân. Nếu mà mọi người để ý thì mọi người sẽ thấy này, giống như ở cái con Reebok hôm trước em review ấy, thì nó sẽ có một cái phần logo khác màu. Nhưng mà ở đây nhá, là tất cả các cái đường chỉ và tất cả những cái phần da tổng hợp ở trên phần upper này khi nó đan nhau thì nó sẽ tạo ra cái hình logo của con giày này. Và đây là một đôi giày có tên, ở trong tên của đôi giày nó có chữ vintage luôn. Thế nên là đây là những cái đôi giày mà nó là biểu trưng của Reebok ấy. Là những đôi giày kiểu thiết kế kiểu không bao giờ lỗi mốt của Reebok, tức là nó đi cùng với cả năm tháng luôn. Vintage mà, mang một cái hơi hướng rất là kiểu cổ điển ngày xưa ấy. Cái phần đế này của chúng ta rất là cao nhá, và đây là phần đế Eva, rất là êm chân. Theo như nhà sản xuất công bố ấy, thì cái phần này là phần lót bông này, nhưng mà em sờ vào rất giống với chất liệu của nhung. Phần lót này thì nó sẽ cực kỳ là sướng ấy, khi mà sờ tay vào, đi vào cũng rất là êm chân. Cái chất liệu da này thì nó là da nhăn và nó không quá dày đâu. Cái chất liệu ở phần lưỡi gà dưới là giống với chất liệu của lót, và cái phần lót này được gọi là, đây là một cái phần lót được làm bằng hai lớp, tức là lót này là lót kép ấy. Đây này em nhìn này, nó được chia ra thành hai miếng khác nhau nhá, ở trên phần lót này. Và cái phần lót kép này cộng với cả phần đế Eva, nó sẽ tạo ra một cái hơi hướng dành cho những cái đôi giày cực kỳ êm ái khi đi vào chân. Cái phần mũi này thì khá là bé này, phần mũi này khá là bé, và nó sẽ phù hợp với những ai mà chân kiểu thon nhiều về phần mũi ấy. Thực ra là nếu mà đi kiểu chân bè thì anh em đi hơn một size nhá, hơn một size hoặc là hơn nửa size. Còn nếu mà anh em chân thon thì anh em nên đi chu size giúp em nhá, đi chu size là sẽ hợp lý. Tiếp tục chúng ta sẽ nói tiếp về phần dây. Dây giày của Reebok và dây giày của Adidas em thấy là giống như nhau, về kể cả chất liệu, độ mỏng cộng với cả độ bền là giống như nhau. Cũng có thể là bởi vì một phần là Reebok đã từng là công ty con của Adidas, thế nên là cái công nghệ làm dây của nó sẽ giống như nhau. Phần lưỡi gà của chúng ta sẽ là phần lưỡi gà khá là dày, nhưng mà cái phần sỏ dây này thì lại khá mỏng nhé, khá là mỏng. Nhưng mà nhìn thế này thôi, với một cái phần lót bông ở phía bên trong cộng với cả một phần da bên ngoài này thì cái phần này nó cũng sẽ rất là bền nhé, rất là bền. Cái hệ thống thoáng khí của con này thì nó sẽ sử dụng chủ yếu là thoáng khí ở phần mũi thôi. Khi mà cái phần đầu của đôi giày này nó sẽ có khá là nhiều các cái lỗ thông khí. Nó sẽ có hai hàng nhưng mà nó sẽ có nhiều lỗ hơn. Tiếp tục là chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái đường chỉ thêu đan sen này. Cái điểm đặc biệt của con này thì em nghĩ là nó nằm nhiều ở phần bộ đế Eva. Phần lót kép thì cũng không có quá nhiều sự đặc biệt đâu. Phần lót kép này nó cũng không có quá nhiều sự đặc biệt. Cái phần đế này là nó được tạo thành bởi nhiều lớp khác nhau ấy, nhiều lớp khác nhau, và phần cuối cùng của đế sẽ là một cái bộ đế bằng cao su cứng. Cao su cứng. Cái bộ đế này rất là bền nhé. Bộ đế này rất là bền. Và kể cả là khi mà em là người đã từng mở rất nhiều kiện high end thì riêng những cái sản phẩm riêng liên quan đến Reebok này thì nó rất là khó bong. Cái phần keo ở phần đế và phần mũi này là rất là khó bong này. Trừ khi là da nó hỏng hết rồi thì cái phần đế này nó mới bắt đầu có vấn đề thôi. Cái đôi này này, em cũng nói luôn là anh em đi là nên đi chu size, tức là mình đi size của Adidas size bao nhiêu thì mình nên đi Reebok size đấy luôn nhá, thì nó sẽ rất là hợp lý với cả đôi chân của mình.
Cái này thì để mặc, để mà mặc, để nói về mặc thì chắc là đi tất cổ cao, mặc quần ngố, quần sóc là rất đẹp, hơi hướng vintage, và nó là một cái thiết kế cổ điển của Reebok với chất liệu bằng da tổng hợp. Còn gì để nói về đôi này nữa không nhỉ? Em nghĩ là đôi này chắc là chỉ nói đến thế thôi. Và trên tay nhanh cho tất cả mọi người một cái sản phẩm với một cái deal rất là ngon với giá 2.790.000 giá gốc, và chúng ta sẽ chỉ mua với giá 1.200.000. Thậm chí là nếu mà mấy bạn mà có mã kiểu mã hạng kim cương hoặc là hạng vàng ở trên Shopee ấy, thì mọi người có thể mua được con này với giá chỉ có chắc là tầm hơn 1.000.000. Thậm chí là có những người sẽ mua được nó với giá 950.000. Đây là một đôi giày rất bền nha, với cái chất liệu da như này. Da này rất giống da của bọn Adidas Continental 90 ấy. Cái da sờ vào nó rất mềm, rất mềm nhá. Và nó có cái cảm giác khi mà chúng ta ấn lại thì chúng ta sẽ thấy cái độ nhăn của da. Cái da này rất rất bền theo thời gian nhá. Mình đã từng đi Continental 90 rồi và mình biết về cái độ bền của nó. Những cái đôi giày này thì nó sẽ phù hợp với tất cả những bạn nào mà là dancer này, hoặc là mua về với mục đích nhiều về thiên hướng tập luyện. Thực ra là cái tính thời trang của nó cũng rất là cao, nhưng mà để mà phối hợp và kết hợp đồ với cả những cái sản phẩm giày theo kiểu form như thế này và với thiết kế như này thì mình nghĩ là nó khá là khó đấy. Có cái đôi giày này ấy, nếu mà anh em đi đánh cầu lông, đánh tennis thì hoặc là đi nhảy, đi boy ấy, kiểu kiểu vậy thì nó sẽ rất ok. Còn thêm một điểm đặc biệt nữa này, là nếu mà giả sử anh em nhìn kỹ ở phía bên trong rồi nhá, thì ở phần hai bên má giày nó sẽ có logo Reebok được in dập, được in ở phần hai bên lót này. Này, tức là cái phần ở bên trong này này là nó sẽ có in của in kiểu logo của Reebok ấy. Đây là một trong số những cái điều mà mình nghĩ rằng là nó cũng không có nhiều điểm quá đáng để nói, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một đôi giày mà nó sẽ có cả logo được in cả vào tận phía bên trong này, là những nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy được khi mà đi đôi giày. Và có thể rằng là cái này nó được in trước khi mà đóng cái phần keo của phần đế này vào phần upper đấy, kiểu kiểu vậy. Keo rất bền, thiết kế rất vintage, rất đẹp. Và được một cái là nó sẽ không có, riêng đôi này là đôi đầu tiên mình review mà nó không có một tí gọi là keo thừa nào cả. Cái chất lượng hoàn thiện của nó rất là tốt, chất lượng hoàn thiện của nó rất là ngon. Và chính vì thế nên là mình nghĩ rằng là cái deal này sẽ là một trong số những cái deal rất là ngon. Nếu anh em muốn tham khảo thì có thể ấn vào link phía bên dưới nhé. Mình sẽ tiếp tục lên tay nhanh những cái sản phẩm giày tiếp theo để cho anh em có thể có được những cái deal ngon của hãng. Cái đôi này thì màu của nó không phải màu trắng đâu anh em nhé. Nhìn này có vẻ là anh em sẽ bị cảm giác là màu trắng thôi, nhưng mà nó là màu kem nhạt anh em ạ. Đó, đây là tổng thể đôi giày. Và mấy hôm nữa thì chúng ta sẽ lên với cả những đôi giày Nike Air Max. Mình sẽ cố gắng để đạt được thêm nhiều hàng nữa về để review cho anh em. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã đến với kênh YouTube của Cờ Kiên Thân. Nhớ ấn vào like, ấn vào quả chuông và ấn vào subscribe để liên tục cập nhật những clip và những sản phẩm mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Bye bye.